Hello anh em nha, em Thanh Ô Tô Cũ đây. Quay xe cho anh em coi nha, mấy hôm nay đi chơi không có cập nhật xe cộ gì hết. Có pha điều ha. Có pha điều nè, pha điều Mazda 2 nè. Rồi mua được cái Innova bản V nè, mua được cái Captiva nè. Mua cũng được nhiều, mua cũng được mấy chiếc á, mua được Innova G nè, Innova 208 số sàn G nè. Đấy. Chủ yếu là quay con pha điều này cho anh em mình coi nè, tại con pha điều này nó cợt quá. Cái điều này 2020 nha, một chủ mua mới từ đầu luôn, biển Sài Gòn, biển 51H đó. Đi con này ô tô chuẩn là 19.011 km chuẩn luôn á nha, còn full lịch sử bảo dưỡng hãng, nước sơn zin 100% luôn, không có chảy xước một cái gì hết, lớp lát đồ cũng còn nguyên zin hết trơn luôn nha. Nguyên này một vòng cho anh em mình coi, chưa có xì ba, chưa có dọn dẹp tắm rửa gì hết. Để dọn dẹp xong rồi sẽ đánh bóng lên một cái nữa cho nó bóng bẩy nha. Mấy cái này nè, cái này cũng phải chạy nha, dơ đó. Em nghĩ con này cũng sẽ bán nhanh thì cái giá nó cũng rất là cạnh tranh so với chợ tốt. Em cam kết với anh em một điều luôn là giá xe lúc nào của em cũng sẽ tốt hơn chợ tốt khoảng 5 triệu 10 triệu. Về chất lượng thì cũng khỏi phải bàn nha, chất lượng em luôn luôn là tiên phong cho cái sản phẩm của mình để lấy uy tín. Cái này không phải chạy nha, cái này là cái chim á, chim nó ị lên đây nè, đây cũng gì nè, chứ không phải chạy. Thì con này em sẽ bán với cho quý khách mình với giá là 305 triệu, nó còn thương lượng còn bớt xíu và bao gút hồ sơ ha. Tất cả những xe bên em bán ra đều là bao gút hồ sơ hết. Ở đây em có hai con đời cao và còn góp được ngân hàng luôn. Thứ nhất là con pha điêu này, thứ hai là con i10 này. Hai con này đời cao ha, góp được ngân hàng. Đấy. Còn con này sao? Con này của ai ta? Con này hình như là khách bảo dưỡng hay sao? Khách bảo dưỡng. Còn con này, còn con này khách cũng bảo dưỡng nè. Và con này cũng khách bảo dưỡng nè. Nói chung là xe em bán ra hết nhiều lắm. Mà khách bảo dưỡng này nọ cũng đem lại tới em bảo dưỡng. Vì người ta tin tưởng, người ta biết mình làm họ khách hài lòng đàng hoàng. Thường có bán ra mà khách quay lại người ta bảo dưỡng và người ta cân chỉnh sửa chữa này nọ thêm rồi, đó là cái tín hiệu tốt chứ. Không, mình làm sao mà khách người ta thích, người ta quay lại đó mới hay. Con này đẹp lắm nha, con này full lịch sử bảo dưỡng hãng, chuẩn chỉ một chủ mua mới từ đầu luôn nè ha. Còn nè, khách bảo dưỡng ô tô nhiêu người ta sẽ không có ghi đây nữa ha. Nè, tới 21.000 là phải đi bảo dưỡng lại. Đấy. Ốc đồ là nguyên zin hết nè, ốc bản lề đồ nguyên zin hết nha. Full lịch sử hãng thì nó có trong hãng này. Mình muốn check các kiểu gì đó mình đưa vào hãng mình check. Đây, số nè. Màn hình này lên nha, không phải màn hình zin. Màn này màn hình đồ lên, màn hình 10 inch. Nó được cam hành trình, tích hợp cam hành trình màn hình. Rồi để em coi coi. Đây nè, đó, 19.000 ha, 19.011 km chuẩn luôn á nha. Giờ em sẽ để xe này, em sẽ không chạy. Để xe này đậu ở bãi không chạy, thường những cái xe lướt em không có chạy, để luôn. Nè vô lăng nè, còn rất đẹp ha. Vô lăng bên đây nè, vân sần rồi còn rất đẹp. Con này giống như mới chạy Godai, mới hết Godai à. Còn nhìn nó liền lạc, nó không có bị chạy xước, không có bị xuống nữa. Nhiều chỉ có là chưa có vệ sinh, chưa có xì ba, chưa có dọn dẹp thôi. Keo chỉ nè, còn là nguyên zin hết. Mua mấy con này em bán em tự tin ha, em không có ngại. Cho khách mình đi sử dụng mình thoải mái, mình không có sợ bị này bị nọ gì hết. Giá cả thì nó cũng có mặc định hết rồi. Có giá niêm yết rồi, giá thị trường cho mình tìm hiểu, mình chép rồi mình so sánh chỗ này chỗ nọ rồi đó. Nhiều anh em trên mạng giờ trên chợ tốt đồ hoặc là trên diễn đàn chợ bún bánh đâu đó bán con đi 50-60 nghìn cây, cũng khoảng 301 hoặc là 315. Nhưng mà em bán con này ô tô thấp hơn, con này chỉ có 19.000 thôi, 19.000 km thôi, bán giá cho nó hợp lý. Thì em cân đôi, em cân đo đong đếm được cái giá thị trường hết rồi, bán 305 thôi nha, nguyên zin hết nè.
zin hết nha, không có đụng chạm mở một con ốc nào hết á, chỉ có mở con ốc bảo dưỡng thôi, không có mở đụng chạm với ốc để mà sửa chữa nặng gì hết nha. Nè, cái siêu nó vẫn còn nè, siêu của cái dây đai này vẫn còn ha, còn xe này cũng còn mấy cái siêu á, chưa có bóc hết. Con này phân khúc hạng hạng A nhưng mà thấy nó đi cũng ok lắm, đầm chắc và cảm giác chạy nó phấn khích, nó bốc. Em cũng thời gian em cũng có đi con này nhiều quá, đi con này em cũng có biết. Máy nó 1.4 mà, máy nó 1.4 đâu có yếu đâu. Máy 1.4. Để em mở máy lên coi ha. Em mở máy cho mọi người coi. Ngày mai để coi coi, ngày mai em ship xe ra em quay chi tiết từng chiếc một cho tôi khách mình coi ha. Nay trời tối mình cũng lười lắm, mới đi chơi về cũng hơi đuối nè. Nút chỉnh đèn nó ở đây ha, đóng cân bằng chống trơn trượt rồi gương gập điện này nọ, tính năng nó đều có đầy đủ hết, hoạt động trơn tru hết ha. Này nguyên zin hết trơn luôn nha, chỉ có dơ dơ chủ xe không có rửa thôi, nó còn nguyên zin ốc đồ là nguyên zin hết nha. Ốc nè, ốc đầu này cũng còn nguyên zin hết trơn nha, không có đụng một con ốc nào hết trơn nha. Cabo này nè, ốc nè nguyên zin hết, keo chỉ rồi là nguyên zin hết. 19.000 cây thì có chạy bao nhiêu đâu, mới có GoDai thôi, GoDai thay nhớt một hai lần gì thôi, ăn thua gì. Những con xe mà nhiều khi người ta chạy 200.000 cây thì lúc đó mới là gói bảo dưỡng nặng, bảo dưỡng nhiều. Còn mấy con này thì coi như cũng mới chạy GoDai, mới hết GoDai. Đẹp thiệt chứ. Mazda 2 này bán 300 mấy, 2018. Để mai quay chi tiết, con đó cũng còn đẹp. Anh em nào, quý khách nào mà coi xe mà chưa thấy rõ điểm nào cứ mạnh dạn inbox cho em ha. Rồi kêu em chụp hình em gửi cho coi. Dây rồi nó còn sáng giới hết trơn, còn đẹp lắm. Ghế rồi nó không có nhăn nheo gì nha, tuy nó 4 năm thôi nhưng mà người ta không có xài. Ở cái chủ trước họ giữ cũng kỹ lắm. Mua mấy cái xe này mình có cảm giác nó an tâm, mấy cảm giác mấy con này mà em bán cho khách em sướng, mình biết chắc chắn là khách về người ta sử dụng nó không có bị gì, quay lại đúng cái giá trị cái sản phẩm. Chứ còn không phải là mình mua mà mấy cái xe mà nó đâm đụng hay gì đó, đâm bụng thì nó rẻ lắm. Nhiều quý khách mình mà cứ ham rẻ đó, ham rẻ mà lên chợ tốt này nọ đồ, những anh em gọi là bán giả thành dân đó, bán theo kiểu bán gốc cây rồi đó, mình đi coi mình không để ý dễ bị dính xương đó, mua về mình hối hận không kịp. Lúc đó bán cũng không ai mua, mà có ai mua đi nữa, người ta bán người ta cũng ép, người ta mua người ta cũng ép giá mình, ép nhiều lắm, ép 70-80% á. Còn như ở đây tụi em buôn bán có nơi có chốn hết, không có cửa hàng, không có chạy trốn ở đâu hết. Bán giờ có nhiều xe em bán ra cả năm rồi, quay đầu lại là chuyện bình thường. Khách đi mà khách cần tiền hay gì đó, khách quay đầu lại tụi em mua liền. Đây mình không ngán, những cái xe này mình mua vô mình dọn vô, mình tự tin mình không ngán. Đi chán quay đầu lại đổi xe khác cũng bình thường ha. Có nhiều xe ha, cũng có chục mười mấy hơn. Rồi địa chỉ xem xe là 756 quốc lộ 1A phường Bình Hưng Hòa B quận Bình Tân nha, để em ra đây em quay cho địa chỉ cho. Đó mình nhìn ra ngoài đó mình thấy xe quấy quốc lộ 1A, xe đang chạy ngoài đó là quốc lộ 1A đó ha. Rồi đây nè, nhìn thẳng vô đây nè, thấy cái bảng hiệu nè, công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Ô Tô Cũ đó. Địa chỉ 756 quốc lộ 1A phường Bình Hòa B quận Bình Tân Sài Gòn. Rồi đi vô đây mình coi, có từ phân khúc 100 mấy, 200, 300, 400 này nọ đồ cũng có để cho mình lựa chọn. Nhưng mà em làm đàng hoàng uy tín cho nên em không có ngán không sợ gì hết, ở đâu mình cũng sống được, mình cũng làm được hết. Ok, bye quý khách, bye anh em mình nha. Có xe cũ muốn bán hay là cáp đổi bù trừ gì đó cứ inbox em, cái lớp này cũng còn zin hết trơn. Ok mình ha.